You push too hard, darling, but I accept. Xin chào mọi người, mình là Linh. Không biết là tuần vừa rồi của mọi người như thế nào, nhưng mà Linh rất hy vọng là khi mọi người nhìn thấy video này thì mọi người đang có một chút thời gian dành cho bản thân. Nếu mà mọi người đang bận rộn ấy thì nhớ là tắt video này đi và tập trung học tập hoặc là làm việc nhé. Khi nào mọi người có thời gian rảnh thì hãy xem. Còn nếu mà hiện tại là mọi người đang có thời gian thì hãy lấy giấy bút ra và cùng Linh vẽ nhé. Và nếu được thì mọi người nhớ chuẩn bị một cốc nước ấm hoặc là một đồ uống nào đấy có lợi cho sức khỏe, bởi vì tiết tấu của video này sẽ rất là chậm và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ từng hình một. Chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là về lịch sử. There's a saying, yesterday is history. Khi mà nhắc đến lịch sử ấy thì Linh nghĩ ngay đến dòng chảy thời gian, cho nên là nét vẽ chính của video này sẽ là những đường thẳng hoặc là những đường hơi run rẩy một chút. Nếu mà mọi người có theo dõi video đầu tiên mà chia sẻ về những hình vẽ đơn giản để trang trí vở của Linh ý, thì mọi người sẽ biết là Linh sẽ nhóm các nét vẽ cơ bản vào trong từng cột. Sau đó thì Linh sẽ chia video thành 3 cấp độ vẽ khác nhau, và cấp độ số 3 sẽ là cấp độ vẽ khó nhất. Ở mỗi ô thì sẽ là sự kết hợp giữa hai nét ở hàng ngang và hàng dọc, và ô sau thì sẽ được kế thừa các nét của ô trước. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hình đầu tiên mình muốn vẽ là dòng chảy thời gian. Mình sẽ sử dụng một hình ảnh uốn lượn như thế này và kết thúc bằng mũi tên để đại diện cho dòng chảy thời gian. Và chúng ta có thể sử dụng các dấu chấm hoặc là các chữ X để đánh dấu cho các mốc thời gian. Và ngay lập tức là mình đã có một ký hiệu dành cho dòng chảy lịch sử rồi. Thì hình vẽ thứ hai thì chúng ta sẽ kết hợp giữa những hình chữ nhật và các đường thẳng. Thì mình sẽ có thể tạo ra được một văn bản cổ xưa bằng cách vẽ một hình chữ nhật rất là đơn giản. Tuy nhiên là mọi người sẽ để chừa lại một cạnh không hoàn thành hết. Và mình sẽ sử dụng phần khoảng cách này để vẽ vết rách. Sau khi vẽ xong thì mọi người có thể vẽ một số những đường run rẩy ở bên trên để đại diện cho chữ viết. Và chúng ta đã có một văn kiện đến từ xa xưa rồi. Nếu thích thì mọi người có thể đổ bóng để cho hình ảnh này nổi hơn. Còn nếu không, mọi người có thể giữ nguyên như thế này, trông vẫn rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa hình tam giác này, các nét gập này với cả đường thẳng. Thì chúng ta hãy cùng nhau vẽ vũ khí đi. Đầu tiên mình sẽ vẽ một tam giác cân này. Và mình sẽ chừa lại một khoảng trống để mình vẽ phần cán gỗ vào. Sau khi mình vẽ phần cán gỗ bằng một hình chữ nhật dài, thì mình có thể sử dụng các nét thẳng để tạo ra phần dây buộc trang trí ở bên dưới, trông rất là sống động đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng cùng nguyên lý vẽ này để vẽ một cái kiếm. Mọi người sẽ vẽ phần lưỡi kiếm là hình tam giác cân nhưng mà dài hơn phần mũi giáo một chút. Và chúng ta vẽ phần tay cầm ở bên dưới như thế này. Và chúng mình đã có ngay hình cái kiếm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kết hợp giữa những nét lượn sóng này, hình hạt thóc với cả hình vòng cung. Thì Linh nghĩ ngay đến một chiếc bình gốm được các nhà khảo cổ học khai quật lên. Để vẽ chiếc bình gốm này thì rất là đơn giản, mọi người hãy làm theo Linh nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một nét cong như thế này. Rồi mọi người sẽ vẽ một nét cong khác đối xứng với cả nét cong vừa rồi sang bên cạnh như thế này. Và mình nối phần đáy lại thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc bình. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đường lượn sóng để tạo ra lớp men cho bình gốm. Và mọi người nhớ là mình đừng vẽ đều nhau mà mình vẽ hơi bất quy tắc một chút như thế này. Trông sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Và sau đó chúng ta sẽ lại tiếp tục sử dụng hình vòng cung để tạo ra phần quai của bình gốm như thế này. Và ta-da, chúng ta đã có ngay một hiện vật vừa mới được khai quật lên rồi. Good morning. I believe you are quite an authority on things ancient and mythological. Oh, I travel. No, Mr. Wilson said you were quite the archaeologist. Bây giờ chúng ta hãy vẽ một chiếc kính lúp đi. Chúng ta sẽ kết hợp giữa hình tròn này, hình vòng cung khép kín này và những đường thẳng nhé. Chúng mình sẽ vẽ một hình tròn như thế này. Sau đó thì chúng mình sẽ viền ở xung quanh để tạo ra phần viền nhựa của kính lúp. Rồi mình sẽ sử dụng một hình chữ nhật để tạo phần cán của kính. Sau đó thì mọi người chỉ cần vẽ hai đường thẳng ở bên trên như thế này thì sẽ có hiệu ứng của mặt kính đúng không? Và một chiếc kính lúp rất là đơn giản đã ra đời. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ hình cuối cùng của cấp độ 1 nhé. Rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần xoáy chôn ốc rất là tùy tiện như thế này.
Xong rồi mình kết thúc lại bằng phần miệng của vỏ ốc. Rồi mình dùng những nét ngắn như thế này để tạo ra hoa văn ở trên vỏ ốc. Và ngay lập tức là mình đã có một chiếc vỏ ốc đến từ thời tiền sử rồi. Và đó là cấp độ 1 của video ngày hôm nay. Thì mọi người đã thấy đơn giản chưa? Hy vọng là mọi người cũng đã kịp làm theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cấp độ 2 nhé. Hy vọng là mọi người vẫn theo kịp. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng hình chữ nhật và những nét được kế thừa từ bên trên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vẽ một phiến đất sét nhé. Phiến đất sét thì đã từng được sử dụng để lưu trữ các văn bản khi mà con người chưa phát minh ra giấy. Thì đầu tiên là chúng mình sẽ vẽ một hình chữ nhật này. Nhưng mà mọi người đừng vẽ bốn góc hình chữ nhật nhọn nhé, mà chúng ta sẽ vẽ hơi tù một chút. Sau đó thì mình sẽ tạo khối cho hình chữ nhật như thế này. Rồi mọi người sẽ sử dụng những nét run rẩy để tạo ra chữ viết ở bên trên. Và chúng ta sẽ trang trí thêm một chút các chi tiết ở phần cạnh của tấm đất sét. Và ngay lập tức chúng ta đã có một tấm đất sét từng được sử dụng trong lịch sử rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hình vẽ tiếp theo này. Hình này thì nếu mà mọi người nhìn qua thì sẽ cảm thấy rất là khó, nhưng mà thật ra cực kỳ dễ vẽ mà lại rất là đẹp luôn. Đầu tiên mọi người sẽ vẽ một tam giác vuông cân nhỏ nhỏ như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm một tam giác vuông cân lớn hơn ở đằng sau tam giác nhỏ này và lệch về phía bên tay trái. Sau đó mình sẽ dùng một đường thẳng để tạo ra phần cạnh của kim tự tháp. Và mình sẽ gạch như thế này để đánh dấu là đây là phần mà ánh mặt trời không chiếu đến. Thì chúng ta sẽ làm tương tự như thế với hai kim tự tháp còn lại. Chúng ta sẽ sử dụng đường lượn sóng để tạo ra cảm giác là chiếc kim tự tháp này đã bị mài mòn theo thời gian. Bây giờ mình có thể sử dụng những nét gập này để vẽ những chú chim đang bay trên bầu trời. Và ta-da, chúng ta đã có một di tích lịch sử nhìn rất là xịn sò rồi. Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen. Bây giờ mình sẽ vẽ hình tam giác được thừa kế từ những hàng bên trên này. Nhưng mà mình sẽ không vẽ phần mũi tam giác nhọn mà mình sẽ vẽ hơi tù một chút như thế này. Mọi người thử làm theo nhé. Sau khi vẽ xong phần lưỡi rìu thì chúng ta sẽ vẽ phần thân gỗ được cố định với lưỡi rìu như thế này. Rồi mình sẽ sử dụng những đường thẳng để tạo ra những chiếc dây. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng những đường uốn lượn để phân biệt riêng phần lưỡi rìu ra. Và mình sẽ trang trí một chút để tạo ra cảm giác là đây là một lưỡi rìu làm từ đá. Bây giờ nếu mọi người thích thì có thể sử dụng những đường xoắn ốc để tạo ra hoa văn của thân gỗ. Và trời ơi, chiếc rìu này quá là đẹp luôn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một tòa lâu đài đi. Hai đặc điểm mà Linh thích nhất ở các tòa lâu đài chính là phần tháp canh và phần tường gạch được lộ ra của các tòa lâu đài trông rất là cổ kính. Thì thật ra để vẽ lâu đài thì rất là đơn giản thôi. Mọi người có thể kết hợp giữa những hình chữ nhật này với cả những đường thẳng như thế này. Mình có thể vẽ phần tháp canh nhỏ ở bên cạnh như thế này. Rồi mình cắm một cột cờ bên trên. Và mọi người có thể sử dụng đường vòng cung để vẽ phần cổng của lâu đài. Và để thêm chi tiết tường gạch thì vẽ rất là đơn giản. Đầu tiên là mọi người sẽ vẽ 3 đường nằm ngang có chiều dài khác nhau như thế này. Rồi mọi người sẽ vẽ 3 đường dọc so le nhau như thế này. Và ngay lập tức chúng ta đã có phần tường gạch của một tòa lâu đài cổ kính. Mọi người đã làm được chưa? Rồi nếu mọi người thích cho tòa lâu đài nổi hơn thì mọi người có thể tô đen phần cửa hoặc là đổ bóng cho tòa lâu đài này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hình cuối cùng của cấp độ 2. Thì hình này ở video đầu tiên Linh đang để là hình cuối cùng của cấp độ 3. Nhưng mà bây giờ chắc là mọi người đã vẽ rất là quen tay hình cuộn giấy rồi, cho nên Linh giảm độ khó của nó và để nó ở cấp độ 2. Để vẽ hình cuộn giấy thì đầu tiên là mình sẽ vẽ một hình xoắn ốc như thế này. Sau đó là mình sẽ sử dụng 3 đường nằm ngang để đại diện cho phần chiều rộng của giấy. Cuối cùng là mình kết thúc hình vẽ bằng cạnh còn lại của cuộn giấy như thế này. Và cho thêm một số các chi tiết trang trí nữa. Và nếu mọi người thích thì mọi người có thể sử dụng những hình run rẩy để tạo chữ viết ở bên trên. Vừa rồi là cấp độ 1 và cấp độ 2 của các hình vẽ liên quan đến chủ đề lịch sử này. Bây giờ chúng mình sẽ tiến tới cấp độ 3 nhé. Cấp độ 3 sẽ khó hơn bởi vì có nhiều chi tiết hơn. Đầu tiên là Linh sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một tấm bản đồ siêu đẹp, siêu xịn này. Và mọi người sẽ vẽ một hình chữ W bẹt ra như thế này. Sau đó mình sẽ vẽ một hình chữ W tương tự. Nhưng mà bởi vì ở gần mình, cho nên là mình sẽ vẽ lớn hơn ra như thế này.
Thì đây chính là phần map dưới của tấm bản đồ mà đang ở gần với chúng ta ấy. Rồi bây giờ mọi người sẽ nối hai phần map của tấm bản đồ lại như thế này. Và chúng ta đã có hình khối cơ bản nhất của tấm bản đồ nhá. Bây giờ việc làm cho tấm bản đồ này trở nên đẹp hơn chính là việc mình trang trí ở bên trong. Đầu tiên là mình sẽ vẽ viền của tấm bản đồ này. Sau đấy mình sẽ sử dụng nét bút mạnh để tạo ra hiệu ứng giấy gập ở bên trong như thế này. Đã có 3 đường gập nhá. Rồi mình sẽ sử dụng những đường vòng cung để tạo ra phần đất liền ở bên trong. Và ta-da, chiếc bản đồ siêu xịn sò đã xuất hiện rồi. Mọi người có thể tô màu cho bản đồ này, hoặc là mọi người có thể đổ bóng. Và trông cực kỳ đẹp, nhưng lại rất là đơn giản, cực kỳ dễ vẽ đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một hình vẽ khó hơn, là một chiếc hòm kho báu. Mình sẽ vẽ phần thân hòm giống như là một hình hộp chữ nhật bình thường nhé. Chúng ta sẽ vẽ hai hình bình hành như thế này. Rồi, phần đặc biệt của một hòm kho báu chính là phần nắp của hòm. Chúng mình sẽ sử dụng hình vòng cung như thế này để tạo ra phần nắp hòm này. Và sau đó chúng ta sẽ trang trí chiếc dương kho báu này bằng các viền kim loại. Và mọi người nhớ là sử dụng đường vòng cung để tạo ra vị trí của ổ khóa nhé. Sau khi vẽ xong thì mọi người có thể vẽ những hình tròn ngẫu nhiên ở bên trong để đại diện cho các đồng xu bằng vàng. Và mọi người có thể vẽ luôn núi vàng, núi bạc ở xung quanh nữa nếu mọi người thích, để tạo thêm nhiều chi tiết. Chúng mình đã có ngay một hòm kho báu rồi, rất là đẹp phải không nào? Tiếp theo này, chúng ta sẽ vẽ một quả địa cầu đi. Mặc dù đây là chủ đề lịch sử, nhưng mà để mà học tốt lịch sử ấy, thì thật ra là mình cũng cần phải nắm vững được vị trí của các quốc gia ở đâu đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình tròn này. Sau đấy thì mình sẽ vẽ phần khung của quả địa cầu. Thì phần khung của quả địa cầu sẽ nghiêng sang một bên như thế này. Cuối cùng là mình sẽ vẽ phần đáy của quả địa cầu như thế này. Và chúng ta sẽ trang trí các đường kinh tuyến vĩ tuyến ở bên trong, cũng như là các phần lục địa này. Rồi, bây giờ nếu mọi người muốn biểu thị là quả địa cầu của mọi người đang xoay thì mọi người có thể vẽ phần lấp lánh như thế này để quả địa cầu trông bling bling hơn. Mọi người đã làm được chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hình cuối cùng nhé. Chúng ta hãy vẽ một phần cột cẩm thạch của một cung điện cổ đi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ một hình chữ nhật dài như thế này. Sau đấy thì chúng mình sẽ vẽ hai đường xoắn ốc đối xứng với nhau ở bên dưới để tạo ra phần hoa văn của cột này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng 3 đường nằm ngang để tạo ra phần mép của cột. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng những đường thẳng đứng để tạo ra phần thân cột với cả hoa văn trên thân cột. Và mình có thể sử dụng một số những đường gấp khúc để tạo ra vết nứt ở trên thân cột. Và ngay lập tức mình đã có một phần còn sót lại của một chiếc cung điện cổ nào đó trong lịch sử rồi. Video đến đây là kết thúc rồi. Và Linh rất là hy vọng là vừa rồi mọi người có thể theo kịp và tạo ra những hình vẽ rất là xinh đẹp. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều bình an. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called a present.